Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài giảng hôm nay có tựa đề bài số 5, phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm. Sau khi học xong bài này, các em sẽ nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm. Thứ hai, trình bày được một số phương pháp bảo quản, chế biến thực phẩm phổ biến. Chế biến được một số món ăn đơn giản theo phương pháp không sử dụng nhiệt. Thứ ba là trình bày một số biện pháp đảm bảo vệ sinh trong bảo quản và chế biến thực phẩm. Và thế nào là một món ăn ngon? Thực phẩm có thể được bảo quản và chế biến như thế nào để có được những bữa ăn hợp lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Nội dung này các em có thể để lại bình luận bên dưới video. Nội dung nhất, khái quát về bảo quản và chế biến thực phẩm. 1. Vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm. Như bảo quản thực phẩm là quá trình xử lý thực phẩm có vai trò kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn đảm bảo được chất lượng và chất dinh dưỡng của thực phẩm. Chế biến thực phẩm là quá trình xử lý thực phẩm để tạo ra các món ăn được đảm bảo về chất dinh dưỡng và sự đa dạng, hấp dẫn. 2. An toàn vệ sinh thực phẩm trong bảo quản và chế biến thực phẩm. An toàn vệ sinh thực phẩm là biện pháp điều kiện cần thiết để giữ cho thực phẩm không bị biến chất, không bị chất độc, vi khuẩn có hại xâm nhập vào, giúp bảo vệ sức khỏe con người. Trong bảo quản và chế biến thực phẩm, cần giữ thực phẩm trong môi trường sạch sẽ, có chứa đậy để tránh bụi bẩn và các côn trùng. Để riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín, rửa tay sạch trước khi chế biến thực phẩm, sử dụng riêng các dụng cụ dành cho thực phẩm sống và thực phẩm chín. Chương 1, khám phá. Hãy kể tên các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi chế biến món ăn ở nhà mà gia đình em đã thực hiện. Và gia đình em đã thực hiện những biện pháp nào? Hãy để lại bình luận bên dưới video. Và một số hướng dẫn để nhận biết thực phẩm an toàn. Để nhận biết thực phẩm an toàn, thứ nhất, đối với thịt, thịt phải có màu hồng đặc trưng, đàn hồi và thớt thịt chắc, không chảy nước, không có mùi lạ. Và rau củ quả còn tươi, nguyên vỏ, không đập nát, không bột mầm. Đối với các loại hải sản còn tươi sống, có màu sắc mùi tanh tự nhiên. Đối với thực phẩm đóng hộp, có thông tin về cơ sở sản xuất, còn hạn sử dụng, thành phần rõ ràng. Chương 1, khám phá. Gia đình em thường bảo quản thực phẩm bằng phương pháp nào? Hãy trình bày cách làm của một số phương pháp bảo quản cụ thể. Và gia đình em có những biện pháp nào? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video. Nội dung thứ hai, một số phương pháp bảo quản thực phẩm. 1. Làm lạnh và đông lạnh. Làm lạnh và đông lạnh là phương pháp sử dụng nhiệt độ thấp để ngăn ngừa làm chậm sự phát triển của vi khuẩn. Làm lạnh bảo quản thực phẩm trong khoảng nhiệt độ từ 1 độ C đến 7 độ C thường được dùng để bảo quản thịt cá, trái cây, rau củ, v.v. trong thời gian từ 3 đến 7 ngày. Đông lạnh bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ dưới 0 độ C thường được dùng để bảo quản thịt cá trong thời gian dài từ vài tuần đến vài tháng. Hiện nay, tủ lạnh, tủ đông thường được sử dụng để bảo quản thực phẩm theo phương pháp này. Đây là phương pháp bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh hoặc là tủ đông, tầm đông, tầm làm khô. Làm khô là phương pháp làm bay hơi nước trong thực phẩm để ngăn chặn vi khuẩn làm hỏng thực phẩm, như hình 5.2. 5.2 là bảo quản cá bằng phương pháp làm khô. Cách làm này thường được dùng để bảo quản nông sản, thủy sản và hải sản. Như để làm khô, có thể phơi thực phẩm dưới nắng mặt trời hoặc là sử dụng máy sấy, có thể là lò sấy. 3 là ướp. Ướp là phương pháp trộn một số chất để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và thực phẩm để diệt và ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn làm hỏng thực phẩm, như hình 5.3. Bảo quản cá bằng phương pháp ướp muối. Phương pháp này thường được dùng để bảo quản thực phẩm như thịt cá. Muối là chất được sử dụng phổ biến khi ướp. Một số phương pháp
chế biến thực phẩm. 1. Chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt. A. Luộc. Luộc là phương pháp làm chín thực phẩm trong nước, thường được dùng để chế biến các thực phẩm như thịt, trứng, hải sản, rau, củ, như hình 5.4, hay là rau củ luộc. Ưu điểm của phương pháp này: phù hợp với chế biến nhiều loại thực phẩm, đơn giản và dễ thực hiện. Hạn chế là một số vitamin trong thực phẩm có thể bị hòa tan trong nước. B. Kho. Kho là làm chín thực phẩm trong lượng nước vừa phải với vị mặn đậm đà, thường được dùng để chế biến các loại thực phẩm như cá, thịt, củ cải, v.v. như hình 5.5. Hình 5.5 là thịt lợn kho. Ưu điểm là món ăn mềm, có hương vị đậm đà. Nướng là làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của nguồn nhiệt, thường được dùng để chế biến các thực phẩm như thịt, cá, khoai lang, khoai tây, như hình 5.6, là thịt xuyên quê nướng. Ưu điểm: món ăn có hương vị hấp dẫn. Hạn chế: thực phẩm dễ bị cháy, gây biến chất. D. Chiên, hay còn gọi là rán. Rán là chín thực phẩm trong chất béo ở nhiệt độ cao, thường được dùng để chế biến các loại thực phẩm như thịt gà, cá, khoai tây, ngô, như hình 5.7. Hình 5.7 là cá rán. Ưu điểm: món ăn có độ giòn, độ ngậy. Hạn chế: món ăn nhiều chất béo. Nhà thông tin bổ sung thêm là chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, nếu như sử dụng nhiều món ăn được chế biến bằng các phương pháp như rán, nướng, có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh béo phì, tim mạch, tiểu đường, v.v. Khi chế biến không đúng cách, thực phẩm sẽ bị biến chất, có khả năng gây ung thư, đường tiêu hóa, dạ dày. Chuyên mục khám phá. Trong các phương pháp chế biến thực phẩm sử dụng nhiệt nêu trên, hãy sử dụng phương pháp nào có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm nhất? Hãy giải thích về sự lựa chọn của em. Nhà trong các phương pháp chế biến có sử dụng nhiệt ở trên, phương pháp nào là mất an toàn vệ sinh thực phẩm? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và giải thích cho cái việc lựa chọn đó. 2. Chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt. A. Trộn hỗn hợp. Trộn hỗn hợp đó là phương pháp trộn các thực phẩm đã được chế biến hoặc làm chín, kết hợp với các gia vị tạo thành món ăn. Rau trộn dầu giấm, nộm là những món ăn được chế biến bằng phương pháp này. Ưu điểm: dễ làm, thực phẩm giữ nguyên được màu sắc, mùi vị và chất dinh dưỡng. Hạn chế: cầu kỳ trong việc lựa chọn, bảo quản và chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hình 5.8, rau trộn dầu giấm. B. Muối chua. Muối chua đó là phương pháp làm cho thực phẩm lên men, vi sinh trong thời gian cần thiết, được dùng để chế biến các loại thực phẩm như rau cải bắp, rau cải bẹ, su hào, dưa chuột. Ưu điểm: dễ làm, món ăn có vị chua, kích thích vị giác khi ăn. Hạn chế: món ăn nhiều muối gây hại cho cơ thể, nếu để chua quá sẽ không tốt cho dạ dày. Hình 5.9, dưa chuột muối. Đây là món dưa chuột muối. Chương mục luyện tập. Quan sát và cho biết các món ăn trong mâm cơm đã được chế biến bằng phương pháp nào. Có những món nào mà phương pháp chế biến chưa được giới thiệu ở trong bài? Ở đây cũng có nước luộc, cơm, tôm, thịt xuyên quê, rau, nước mắm. Như trong các phương pháp đã giới thiệu trong bài, như là thì trong mâm cơm này phương pháp nào đã được giới thiệu, ví dụ cơm thì được chế biến bằng phương pháp nào, rồi thịt quê nè, thịt xuyên quê nè, được chế biến bằng phương pháp nào, những phương pháp nào đã được giới thiệu và phương pháp nào chưa được giới thiệu trong bài. Hãy để lại bình luận bên dưới video. Kết nối nghề nghiệp. Đầu bếp là tên gọi dành cho những người chế biến món ăn ở các nhà hàng, quán ăn, khách sạn, v.v. Nghề đầu bếp đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khéo léo.
những người đầu bếp. Kết nối năng lực. So sánh phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt và phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt về cách làm, ưu điểm và hạn chế. Và trong các phương pháp chế biến sử dụng nhiệt và không sử dụng nhiệt có những ưu điểm và hạn chế gì? Hãy để lại bình luận bên dưới video. Chương 1 thực hành. Trong bài thực hành là chế biến món ăn. Hãy lựa chọn một trong hai món ăn sau để thực hành. Món 1 là món salad hoa quả. Món 2 là nộm rau muống tôm thịt. Các em thích thực hành món nào? Hãy lựa chọn và để lại bình luận ở bên dưới video. Chương 1 vận dụng. Vận dụng 1. Giờ đây em thường sử dụng các phương pháp chế biến thực phẩm nào? Em có thể đề xuất thêm các phương pháp chế biến nào không? Vận dụng 2. Cùng với người thân trong gia đình hãy lựa chọn và chế biến một số món ăn có sử dụng nhiệt. Và sau khi xem xong video này, có những góp ý hoặc câu hỏi gì về bài, hãy để lại bình luận ở bên dưới video này nhé. Xin mời các em hãy đón xem video clip giới thiệu bài giảng tiếp theo. Dự án bữa ăn kết nối yêu thương. Mình xin thành cảm ơn đã theo dõi video này. Và đừng quên bấm subscribe, tức là đăng ký kênh này. Bấm chuông để nhận thông báo mới khi có video mới đăng tải tiếp theo. Bấm like, tức là thích video này. Và share, là chia sẻ video này cùng với mọi người. Và bài giảng đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn các em và thầy cô giáo đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bài giảng tiếp theo.